Ok, ngầu không các bạn? Ngầu đét luôn. Đây là Class 80, một trong những con phím khá đặc biệt bởi vì là nó có vừa có loa để mà giả lập mấy cái tiếng theo kiểu dạng là máy đánh chữ ngày xưa này, và lại vừa có cả một cái solenoid để mà tạo ra cái tiếng như này. Hay là có cái loa để mà tạo ra tiếng như thế này. Đấy, anh em thấy sao? Còn khi tắt đi thì tiếng nó sẽ như thế này, như bình thường thôi. Đấy. Trong cái build này của mình ngày hôm nay thì cái em Class 80 này nó là e-coating. Cái màu này nó kiểu là màu cream ấy các bạn, đúng không? Kiểu vậy. Mình không biết gọi tên màu như thế nào. Rồi cái set cây cáp này cũng là cái set cây cáp mà được gửi kèm, cũng là dạng prototype nên các bạn có thể thấy là màu nó khớp nhau đến mức độ là như thế nào luôn. Và nhìn đúng theo kiểu nó retro, nó đẹp như thế nào luôn. Và thậm chí là chúng ta sẽ có những cái mảng rất là to ở đây, nhìn rất là dày, nạc, TKL thôi. Nhưng các bạn có thể thấy nó to hơn hoàn toàn tất cả những mẫu TKL mà các bạn vốn thường thấy. Và thực sự con này cũng rất đầm, rất nặng, và ngay cả cái phần tạ phía bên dưới siêu đẹp luôn các bạn. Đấy. Đặt xuống một phát mà muốn lún hết cả mấy cái switch các thứ xuống đây. Cái tạ này rất là đẹp. Cái phiên bản Class 65 á, thì cái phần tạ này quá đẹp nhưng mà nó bị giấu ở phía bên trong. Lên đến con Class 80 này thì nó đã được đưa ra ngoài để mà cho chúng ta có một cái kiểu nhận diện nó hay ho hơn. Và thậm chí nhiều bạn nào muốn trưng mà trưng đít ấy, thì trưng cái kiểu như này lên cũng cực kỳ là đẹp. Đó. Con này thì giá group buy hiện tại nó sẽ vào khoảng như là 8 triệu mấy thôi. 8 triệu 7 thì phải, cá nhân mình đánh giá 8 triệu 7 cho con này thì đúng thực sự nó cực kỳ đáng chơi. Bởi vì thật sự là từ cái cảm giác gõ này, từ cái sự mềm mại của nó, hay là từ những cái option kèm theo, nó cũng có rất nhiều thứ thú vị. Ở đây là một cái khu vực module, các bạn có thể thấy là 5 lock, cap lock, scroll lock, nó hệt như mấy con retro ngày xưa. Nhưng các bạn thích thì chúng ta có thể thay cái này bằng 3 cái nút. Ví dụ như là insert này, print screen này, hay là pause gì đó. Rồi scroll lock ở đây, rồi chỗ này là cái gì nhỉ? Pause hay là print screen, chả nhớ mấy cái nút đấy nữa, tại cũng ít dùng. Đấy, hoặc là chúng ta có thể trưng artisan chỗ này, rất là đẹp. Các bạn thấy sao? Retro, ấn tượng không? Rồi, thế thì cái con này, cái hay của nó chỉ đến từ cái thiết kế ở cái gasket mount trên PCB, thì nó sẽ rất là nhún, và lát nữa mình sẽ nói đến cái đó sau. Tuy nhiên thì mình lại đang build ở đây là cái top mount, tức là từ cái phần plate nó sẽ gắn trực tiếp lên cái phần top phía bên trên này, và kể từ đó thì cái cảm giác gõ nó sẽ ổn định hơn, nó cứng cáp và chắc chắn hơn. Nhưng mà khi mình gắn như thế thì mình chợt nhận ra là nó sẽ lại lộ cái chân của cái switch này các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Và mình thì gắn top mount nhưng mà plate PC ấy, nên là cái độ cứng của nó vẫn chưa thực sự là đủ. Và cái con này nó cũng hay ở một chỗ, đấy là vừa là gasket mount nhá, gasket mount plate led được luôn đó. Và top mount thì đây, cái top mount là cái mình đang gắn, thì lời khuyên của mình đấy, các bạn không nên gắn top mount trên con này. Gắn gasket mount thì nó sẽ hay ho hơn, nó sẽ ngon hơn. Tuy nhiên nếu mà gắn top mount các bạn có thể gắn với cặp plate đồng để mà gõ tác thai, thì con này cũng sẽ mang lại một trải nghiệm cực kỳ hay luôn, tại vì nó cứng và nó phản hồi lại xúc giác ở đầu ngón tay rất là ngon. Mình thì đang gắn ở đây là với cái switch đấy là Meteor Y đến từ SP Star. Đây các bạn thấy không? Nhìn giống hết Jaku luôn nhưng mà nó là Meteor Y của SP Star nhá. Và cái âm thanh sau test đoạn đầu video các bạn cũng có thể thấy tiếng của con Meteor Y này là một trong những con tiếng clack khá là đanh và to. Nhưng mà lên trên cái con này ấy, thì tiếng clack nó vẫn còn, vẫn đặc trưng như thế, nhưng mà mình có cảm giác là nó gọn hơn và nó nghe nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Nên đây có thể nói là một trong những cái điểm cộng của con Class 80 này. Nói chung là gu của anh em như thế nào thôi, chứ còn cá nhân mình đánh giá thực sự rất là ok. Layout này thì là WKL, các bạn thấy chưa? Step Cap Lock Space 7U. Đó. Ok không? Rồi, để tháo con này ra thì khá là dễ dàng. Chúng ta sẽ tháo 8 con ốc phía sau. 5 minutes later. Đấy. Sau khi tháo hết 8 con ốc này ra thì các bạn sẽ nhấc nhẹ cái này lên. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ có mấy cái cáp ở đây này. Tháo nó ra một cách nhẹ nhàng, tình cảm thôi, không có gì phải vội cả. Rồi sao? Ok, đây là phần boss của chúng ta. Đấy. Ok, phồng phồng các thứ rất là nhiều. Rồi, đẩy lên trên cho nó gọn đã. Có cái cáp đỡ rồi, không sợ xước đâu. Rồi đây, cái phần boss của chúng ta này. Làm rất mịn, rất đẹp.
đúng là e-coating nó vẫn là một cái thứ gì đấy rất là ok, uy tín với cái mặt lên màu cho nó đều. Và cái quan trọng hơn cả là mọi người có thể thấy này, đấy, rãnh riêng các thứ rất là cẩn thận đâu ra đó, rồi thêm cả nguyên một mảng tạ đồng này. Đấy, mình thật sự là cũng không hiểu lý do mà MM Studio lại làm cái phần tạ đồng như thế này, bởi vì làm như thế này này, nó vừa tốn cái công CNC, sau đó lại còn hoàn thiện các thứ như này, nó tốn rất nhiều công, cực kỳ mệt mỏi, mà nó còn đội chi phí lên rất là nhiều nữa, nên thật sự luôn mình thấy cũng không hiểu lý do này cho lắm. Tháo ra nhìn nó cũng đẹp thật đấy, nhưng mà nó cũng không giải quyết nhiều vấn đề. Đấy. Đúng không? Các bạn đồng ý không? Nó ở bên trong mà. Ok. Làm cho ngầu như này làm gì? Hơi khó hiểu. Rồi, ở trong này thì mình có một cái điều nữa mình cũng hơi chê, đấy là cái cáp này. Cái cáp này này, cáp này mà gắn đến cái cổng Rotobot Taxi này, thì bởi vì nó là cái kiểu đầu thẳng lên trên chỗ này này, lắp vào nó cũng rất là dễ, và tháo ra thì nó cũng cực kỳ dễ. Nên hôm vừa rồi lúc mình lắp á, mình bị tuột cái này một phát. Đấy. Đấy là lý do vì sao mà trong cái stream đấy nó lại không nhận, nên là mình lại phải tháo ra tháo vào các thứ một chút xíu. Nhưng mà ok, không sao, cuối cùng thì nó vẫn ngon lành, không vấn đề gì cả. Đấy. Khoang pin này, bởi vì chúng ta sẽ có một cái phiên bản mạch PCB này hỗ trợ luôn cả Bluetooth. Đấy, xịn sò con bò ra trò luôn. Đấy, foam phủ các thứ thì phía bên dưới như vậy. Đấy, các bạn thấy sao? Ok. Còn riêng về những cái phần mạch này thì trên này họ đã gắn sẵn. Ví dụ như ở đây là một cái mạch để mà hiển thị cho cái loa này, các bạn thấy không? Đây cái loa mà tạo tiếng pích 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 pích. Còn đây là cái solenoid này, giả cái tiếng máy đánh chữ. Đó, và cái này thì chắc chắn sau một khoảng thời gian là nó cũng sẽ bay màu thôi. Nhưng mà được cái này chúng ta có thể mua lại nó một cách rất là dễ dàng. Và chúng ta cũng có thể thay thế nó bằng một vài con ốc ở đây và một cái module gắn ở đây. Nó cũng dễ dàng như vậy thôi, chứ không có cái gì cả. Anh em thì nếu mà mua thì nên mua extra thêm vài con này dùng dần, nếu như anh em thực sự thích cái này. Còn như mình thì mình chịu không nổi. Như cái cả đầu luôn. Rồi, Rotobot một cái nữa ở đây. Đó, bằng mạch này, các thứ các bạn thấy sao? Rồi, trên cái con này, đó, đây là cái phần top của chúng ta. Và như mình đã nói thì nó sẽ là top mount, nên là mình sẽ gắn được cái phần plate lên cái phần top của chúng ta bằng cũng 8 con ốc ở đây. Còn nếu như mình không sử dụng cái kiểu top mount này thì cái phần gasket nó sẽ đệm ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Gasket này, nó sẽ chịu lực ở đây. Nên là với cái thiết kế ngàm như thế này của phần PCB thì nó sẽ nhún hơn một chút. Và các bạn để ý thấy thì cái mạch PCB này của chúng ta vẫn là 1.6mm và có những cái đường flex cut ở đây này. Đấy. Nên là để nói cho đúng ra thì cái độ nhún của nó cá nhân mình đánh giá sẽ là đồng đều, và nó cũng sẽ mang lại trải nghiệm gõ rất là ok. Thế nhưng mà có một cái lưu ý nho nhỏ nhẹ thôi. Đấy là ở cái mạch gốc ấy, thì chúng ta sẽ còn một cái socket hot swap ở đây nữa. Đó. Và cái socket hot swap này sẽ cấn vào cái vị trí của cái phần start trên cái nút enter. Nên là bắt buộc là nếu như chúng ta gắn enter ANSI ở đây thì các bạn sẽ cần phải giã bỏ cái socket hot swap này ra. Đây là cái vị trí socket hot swap đã bị giã ra này. Đó. Thì chúng ta mới có thể lắp được cái con ốc này vào đây. Còn nếu như các bạn sử dụng những cái start mà nó sử dụng là cái gì nhỉ? Cái snap in ấy, tức là như kiểu TX hoặc là Cherry snap in ấy, thì mình cũng không rõ là có cần phải giã hàn ra hay là không. Nhưng với vặn ốc là screw in thì bắt buộc chúng ta phải giã ra như vậy. Đó, cái phần mạch này thì những cái đường VR này đấy, đi rất là đầy đủ ở đây. Và theo như mình tìm hiểu thấy là mình còn không có một lớp phủ lên trên để mà bảo vệ, nên mình cũng không rõ là độ bền về lâu về dài thì nó có ok hay là không. Nên là cái đấy cũng là một cái điều suy nghĩ. Rồi, chúng ta sẽ có cái phần module ở đây này, là cái này này. Đó, là gắn với một cái sợi cáp ở đây. Đó, thế thôi. Ok. Đó, thì cơ bản nó là như vậy. Socket hot swap thì vẫn của Carol Gatero này, TTC. Bây giờ mình thấy cũng không quá quan trọng. Quan trọng là hot swap là ok rồi. Chúng ta vẫn sẽ có option mạch hàn. Và về nếu như bạn nào mà chơi gasket plateless, tức là gasket ở đây và không sử dụng cái plate gắn switch trực tiếp lên cái PCB này này, thì mình nghĩ là nên chơi mạch hàn, thì nó sẽ cho cái trải nghiệm chắc chắn hơn và ok hơn. Chứ còn nếu như mà dùng hot swap lại còn plateless thì mình thấy nó cũng hơi rén nhẹ một tí xíu. Ok, còn cơ bản phần top của chúng ta thì cũng như vậy thôi. Đó, ở trên này thì mình có thể để một cái bút gì đó. Cái này thì chắc tháo ra như vậy là đủ rồi, chứ không cần phải tháo kỹ hơn đâu nhỉ các bạn nhỉ. Ok, đó. Thì tóm lại, đây là Class 80. Mình đã show cho các bạn xem tất cả mọi thứ, từ phần board này, từ phần top này, từ phía mạch phía bên trong như nào, plate các thứ như thế nào. Thì con này chúng ta có rất nhiều option khác nhau, từ plate PC, từ plate đồng, hay là từ mạch hot swap, từ mạch
hàn hay là mạch chỉ là cắm dây hoặc là mạch có bluetooth các thứ, thì các bạn có thể phụ thuộc vào nhu cầu của bản thân để chúng ta lựa chọn. Giá group buy thì từ khoảng 8.7 triệu cho cái option cơ bản nhất thì mình nghĩ nó cũng là một trong những con đáng chơi. Anh em quan tâm thì có thể tham khảo group buy trong thời gian sắp tới nhé, hay là đang group buy gì đó rồi mình không nhớ lắm, của bác Nghĩa Hồ. Thế nha anh em nha. Rồi, video của mình sẽ dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye anh em.